Ngày 26 tháng 1, hơn 70.000 nông dân đã tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp nước Pháp để phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp nông nghiệp của chính phủ. Đây được coi là thách thức lớn đầu tiên mà tân thủ tướng Pháp, Gabriel Attal, phải đối mặt khi vừa nhậm chức. Những nông dân đã đưa hơn 41.000 máy kéo tham gia cuộc biểu tình, đổ bánh xe và chất thải trên đường cao tốc, đổ chất thải trước các tòa nhà chính phủ phản đối kế hoạch của chính phủ dần giảm trợ cấp quốc gia đối với nhiên liệu diesel dùng trong ngành nông nghiệp. Thủ tướng Tan khẳng định đã lắng nghe những ý kiến của người biểu tình và chính phủ sẽ chấm dứt việc tăng chi phí nhiên liệu diesel dùng trong máy móc nông nghiệp. Ông cũng cho biết sẽ có một quỹ khẩn cấp để hỗ trợ những nông dân chăn nuôi gia súc. Trước đó, Liên đoàn các chủ sở hữu nông nghiệp quốc gia Pháp đã đưa ra cảnh báo các cuộc biểu tình của nông dân sẽ lan rộng đến 85 trong số 96 tỉnh của nước Pháp trong ngày 26 tháng 11.